Xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày hôm nay minh được Tử vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi chủ nhật ngày 19 tháng 2 năm 2023 và theo âm lịch hôm nay là ngày 29 tháng riêng năm quý mão ngày này là ngày mậu thân tháng giáp dần năm quý mão và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ nhâm tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thanh long giờ quý sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc minh đường giờ bính thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc kim quỹ giờ đinh tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ kỷ mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ nhâm tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tức, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thìn Lào giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Cầu Trần. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh đại dịch thổ ngày Mậu Thân tức can sinh chi nghĩa là thổ sinh cho kim và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm, đại dịch thổ, kỵ tuổi, nhâm dần, giáp dần, ngày thuộc hành thổ, khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi, bính ngọ, nhâm tuất, thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày thân, lục hợp với tỷ, tam hợp với tý và thìn, thành thủy cục, xung với dần, hình dần, hình hợi, hại hợi, phá tỷ và tuyệt máu. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi canh dần, giáp dần, tuổi xung trong tháng, tuổi mậu thân, bính thân, canh ngọ, canh tí. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày gồm có sao tốt, sao minh tinh, tốt mọi việc, sao nguyệt giải, tốt mọi việc, sao giải thần, đại cát, tốt cho việc tế tự, tố tụng, giải oan, trừ được các sao xấu. Sao phổ hộ hay còn gọi là sao hội tọ hội hộ, tốt mọi việc, nhất là cưỡi hỏi, xuất hành, sao dịch mã, tốt mọi việc, nhất là xuất hành. Sau 6 trong ngày gồm có 6 sao nguyệt phá, 6 về xây dựng nhà, cửa. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông nam, tài thần hướng chính bắc. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết tử vi ngày chủ nhật 19 tháng 2 năm 2023 cụ thể như sau nhé. Tử vi ngày 19 tháng 2 năm 2023 của tuổi Tý. Bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy người tuổi Tý được lợi trong các mối quan hệ tập thể, hợp tác nhờ cục diện ngũ hành tam hợp, thân tý thình trợ mệnh. Công việc của bạn tiến triển rất ổn định, các mối quan hệ hài hòa, giúp ích rất nhiều trong khi làm việc theo nhóm đường tài lộc của bạn cũng ngày càng dưỡng phát, công việc thăng tiến nên tài chính được đảm bảo. Bản mệnh sẽ có một ngày chủ nhật khá mỹ mãn, mọi việc suôn sẻ hanh thông, cứ cố gắng giữ vững phong độ này và phát huy hơn nữa trong tương lai nhé. Thủy Kim tương sinh, còn báo hiệu đường tình duyên vô cùng suôn sẻ, vợ chồng hòa hợp, yêu thương nhau, không còn những mâu thuẫn, giận hờn như trước nữa. Người độc thân được trao cho cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu đối tượng khác phái phù hợp với mình, dễ dàng có được tình yêu mà mình mong muốn. Câu quyết cho các tuổi tí. Tử vi tuổi Giáp Tý Kim, được lợi trong các mối quan hệ tập thể, hợp tác. Tử vi tuổi Bính Tý Thủy, công việc tiến triển ổn định, các mối quan hệ hài hòa. Tử vi tuổi Mậu Tý quả đường tài lộc cũng ngày càng dượng phát. Tử vi tuổi Canh Tý Thổ, công việc thăng tiến nên tài chính được đảm bảo tử vi tuổi nhâm tí mộc, tình duyên vô cùng suôn sẻ, vợ chồng hòa hợp. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá 5 sao. Tài lộc, đánh giá 5 sao. Sức khỏe, đánh giá là 4 sao. Tình cảm, đánh giá 5 sao. Con số may mắn, số 1986. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc các tường xanh dương, đen. quý nhân phù trợ thìn, thân, sửu. tử vi ngày 19 tháng 2 năm 2023 của tuổi sửu. xem tử vi cho thấy chủ nhật này người tuổi sửu nhờ có ngũ hành thổ sinh kim nên có cơ hội gặp được quý nhân đối phương sẽ mang tới cho con giáp này cơ hội tìm thấy một nửa cho mình bản mệnh hãy mở lòng đón nhận tình yêu chớ nên để dược mất khỏi tầm tay. Với các cặp đôi, mối quan hệ của bạn và người ấy đang tiến triển vô cùng khả quan. Hai bạn rất hiểu nhau và luôn sẵn sàng chia sẻ, cảm thông cho nhau về mọi chuyện trong cuộc sống. Đó là nguồn động viên rất lớn cho tuổi sửu trong cuộc sống. Tuy nhiên, đường tình thuận lợi mà công danh lại có phần trắc trở khi thương quan hung thần nhập cục. Bản mệnh mãi mê với chuyện yêu đương mà không đủ tập trung vào công việc, dễ mắc phải sai lầm con giáp này cần chấn chỉnh lại tinh thần làm việc của mình trước khi gây ra hậu quả khó bề tưởng tượng được. Câu quyết cho các tuổi sửu Tử vi tuổi ất sửu kim, quý nhân chỉ dẫn để gặp được một nửa thích hợp. Tử vi tuổi đinh sửu thủy, hãy mở lòng đón nhận tình yêu, đừng để ruột mất. Tử vi tuổi kỷ sửu quả, đôi lứa đang tiến triển vô cùng khả quan. Tử vi tuổi tân sửu thổ, chớ mãi mê yêu đương mà bỏ bê công việc. Tử vi tuổi quý sửu mộc, cần chấn chỉnh lại tinh thần làm việc của mình. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, được đánh giá 3 sao. Tài lộc, được đánh giá 3 sao. Sức khỏe, đánh giá 4 sao. Tình cảm, đánh giá 5 sao. Con số may mắn, 11, 62 giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc các tường cà phê, vàng. Quý nhân phù trợ, ý, dậu, ý. Tử vi ngày 19 tháng 2 năm 2023 của tuổi Dần. Tử vi hàng ngày chỉ ra rằng, cục diện tứ hình xung, dần thân tỵ hợi gây nên nhiều áp lực khiến người tuổi Dần khó hoàn thành công việc theo kịp tiến độ đặt ra những vấn đề trục trặc xảy ra nữa chừng từ nhiều nguyên nhân đang bào mòn khả năng kiên nhẫn của bạn bên cạnh đó những hành động tranh giành về lợi ích có thể khiến bạn lâm vào dòng xoáy thị phi không mong muốn bởi vậy bạn nên làm việc cẩn thận và tránh được chuyện gì thì tránh đừng để những tranh cãi làm ảnh hưởng tới uy tín của bản thân giận tình cảm cũng có dấu hiệu sa sút do ngủ hành xung khắc khiến bạn có cảm giác bất an Thời điểm này bạn có thể bị dao động bởi những mối quan hệ khác nên hãy cẩn thận và chấn chỉnh chính tư duy của bạn nhé. Đừng để mọi chuyện đi quá xa khiến cho bạn phải hối hận đấy. Câu quyết cho các tuổi dần Tử vi tuổi giáp dần thủy, khó hoàn thành công việc theo kịp tiến độ đặt ra. Tử vi tuổi bính dần quả, nhiều vấn đề trục trặc xảy ra nửa chừng. Tử vi tuổi mậu dần thổ, Khả năng kiên nhẫn đang bị bào mòn. Tử Di tuổi canh dần mộc, lâm vào dòng xoáy thị phi không mong muốn. Tử Di tuổi nhâm dần kim, Giận tình cảm có dấu hiệu sa sút gây nên nỗi bất an. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp: đánh giá 3 sao. Tài lộc: đánh giá 3 sao. Sức khỏe: đánh giá 3 sao. Tình cảm: đánh giá 3 sao. Con số may mắn 37, 91. Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường xanh lá, xanh lam. Quý nhân phù trợ, họ, hợi, tuất. Tử vi ngày 19 tháng 2 năm 2023 của tuổi Mão. Bước sang ngày chủ nhật này, thầy tử vi cho thấy Người tuổi mão có chính Ấn Độ mệnh nên sẽ có nhiều cơ hội thuận lợi cho việc theo đuổi sự nghiệp của bạn. Hôm nay có thể bạn sẽ gặt hái được nhiều cơ hội từ các mối quan hệ. Đồng thời năng lực của bạn cũng ngày càng được nhìn nhận xứng đáng. Nếu duy trì được phong độ hiện tại, cơ hội thăng tiến đang ở ngay trước mắt bạn. Chỉ cần con giáp này cố gắng, nỗ lực hơn nữa phát huy sở trường của mình thì chắc chắn sẽ giành được những thành tựu đáng kể đây chính là bước đà để tuổi mão phát triển hơn nữa trên con đường đã chọn song rất tiếc là giận trình tình cảm có thể không được tốt lắm làm giảm niềm vui trong ngày của con giáp này có thể do tuổi mão cố chấp không chịu nhận lỗi sai về mình khiến mối quan hệ mất đi sự hòa hợp câu quyết cho các tuổi mão tử di tuổi ất mão thủy có nhiều cơ hội thuận lợi để theo đuổi sự nghiệp tử di tuổi đinh mão quả Năng lực ngày càng được nhìn nhận xứng đáng. Tử vi tuổi Kỷ Mão thổ, cơ hội thăng tiến đang ở ngay trước mắt. Tử vi tuổi Tân Mão mộc, có thể giành được những thành tựu đáng kể. Tử vi tuổi Quý Mão kim, mối quan hệ tình cảm mất đi sự hòa hợp. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá 5 sao. Tài lộc, đánh giá 4 sao. Sức khỏe, đánh giá 4 sao. Tình cảm, đánh giá 3 sao. Con số may mắn, 27, 75. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc các tường, đen, trắng. Quý nhân phù trợ, hợi, mùi, tuất. Tử vi ngày 19 tháng 2 năm 2023 của tuổi thìn. May mắn trong vận trình ngày Chủ nhật này, người tuổi thìn gặp được cục diện ngũ hành tam hợp. Thân tí thình xuất hiện trong vận trình, báo hiệu cho người tuổi thìn giành được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Bản mệnh có thể nhận được sự trợ giúp nhiệt tình của cấp trên và đồng nghiệp để giải quyết công việc nhanh hơn kế hoạch ban đầu. Thực thần cũng mang tin vui đến cho con giáp này khi mà đường tài lộc khởi dượng bản mệnh thu tiền về không ngớt. Việc kinh doanh diễn ra vô cùng suôn sẻ, buôn may bán đắt, giúp bạn có thêm nhiều khoản lợi nhuận. Khoản tích góp nhờ vậy cũng tăng lên nhanh chóng. Thổ sinh kim giúp nhân duyên có chuyển biến tốt đẹp, đôi lứa bên nhau hạnh phúc vì luôn biết phải làm gì để bảo vệ bền vững mối quan hệ hiện tại. Người độc thân chớ nên để mình chìm đắm mãi trong quá khứ, đừng để mình bỏ lỡ những điều tốt đẹp trong đời. Câu quyết cho các tuổi thìn. Tử vi tuổi giáp thìn quả, giành được nhiều thành công trong sự nghiệp tử vi tuổi bính thình thổ được cấp trên và đồng nghiệp trợ giúp nhiệt tình tử vi tuổi mậu thình mộc giải quyết công việc nhanh hơn kế hoạch ban đầu tử vi tuổi canh thình kim tài lộc khởi dượng thu tiền về không ngớt tử vi tuổi nhâm thình thủy nhân duyên có chuyển biến tốt đẹp các chỉ số trong ngày sự nghiệp đánh giá năm sao tài lộc đánh giá 5 sao. Sức khỏe, đánh giá 4 sao. Tình cảm, đánh giá 5 sao. Con số may mắn, 16, 84. Giờ tốt, từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc các tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, dậu, ý, thân tử vi ngày 19 tháng 2 năm 2023 của tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ bước sang ngày chủ nhật này đang gặp được cục diện thân Tỵ nhị hợp cục nâng đỡ nên tinh thần hào hứng và vui vẻ hơn mọi ngày. Tình duyên phơi phới cũng là nguyên do khiến cho ai nấy đều thấy bản mệnh luôn nở nụ cười trên môi, hạnh phúc tràn trề. Bạn có rất nhiều kế hoạch muốn thực hiện cùng người ấy và sẽ không bỏ lỡ giây phút nào để ở bên cạnh nhau. Các tinh trong ngày này cũng giúp bạn có thể sẽ đạt được những bước phát triển tốt hơn trên con đường sự nghiệp. Bản mệnh hết lòng với công việc, không quản ngại khó khăn để đột phá hơn nữa, nên bạn dễ dàng bỏ xa đối thủ lại sau lưng, tiến băng băng về trước. Quả khắc kim, có vấn đề xảy ra trong mối quan hệ gia đình của bản mệnh. Vợ chồng bạn liên tiếp chiến tranh lạnh vì những quan điểm bất đồng. Những lúc thế này, hai người lại càng cần phải bình tĩnh ngồi lại và trò chuyện với nhau câu quyết cho các tuổi tỵ tử vi tuổi ất tỵ quả có tinh thần hào hứng và vui vẻ hơn mọi ngày tử vi tuổi đinh tỵ thổ đạt được những bước phát triển tốt trong sự nghiệp tử vi tuổi kỷ tỵ mộc không bỏ lỡ thời gian ở bên nửa kia tử vi tuổi tân tỵ kim tình duyên không như ý hai người hay lạnh nhạt với nhau tử vi tuổi quý tỵ thủy hết lòng với công việc, không quản ngại khó khăn. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp: đánh giá 5 sao. Tài lộc: đánh giá 4 sao. Sức khỏe: đánh giá 4 sao. Tình cảm: đánh giá 5 sao. Con số may mắn: 29, 79. Giờ tốt: từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường: có cam quý nhân phù trợ rượu dậu thân tử vi ngày 19 tháng 2 năm 2023 của tuổi ngọ bước sang ngày chủ nhật này người tuổi ngọ bị hung tinh kiếp tài cản trở nên cần đề phòng quả phá tài dồn dập con giáp này chớ nên vì một phút bốc đồng mà đầu tư mù quáng vì nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt của kẻ xấu những lời chào mời nghe có vẻ dễ dàng để kiếm tiền nhưng chẳng có món lợi nào từ trên trời rơi xuống như vậy bên cạnh đó bạn cũng nên kiểm soát thói quen chi tiêu của mình chính thói quen tiêu xài không kiểm soát khiến cho tiền bạc trong nhà không ngừng thất thoát mà bạn không hề nhận ra hãy tiết kiệm ngay từ hôm nay để đảm bảo cho tương lai quả kim xung khắc cảnh báo con giáp này về những nguy cơ mâu thuẫn giữa hai vợ chồng về chuyện tiền bạc tốt nhất cả hai nên bàn bạc với nhau trước khi đưa ra quyết định Chớ nên tự mình hành động mà khiến cho tình cảm vợ chồng rạn nứt, gia đình đổ dở. Câu quyết cho các tuổi ngọ Tử vi tuổi giáp ngọ kim, hung giận cản trở, đề phòng quả phá tài dồn dập. Tử vi tuổi bính ngọ thủy, chớ nên vì một phút bốc đồng mà đầu tư mù quáng. Tử vi tuổi mậu ngọ quả, chớ nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt của kẻ xấu. Tử vi tuổi canh ngọ thổ, nên kiểm soát thói quen chi tiêu của mình. Tử vi tuổi nhâm ngọ mộc, vợ chồng dễ mâu thuẫn về chuyện tiền bạc. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá 3 sao. Tài lộc, đánh giá 3 sao. Sức khỏe, đánh giá 3 sao. Tình cảm, đánh giá 3 sao. Con số may mắn, 12, 65 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc các tường hồng tìm quý nhân phù trợ tuất dần mùi tử vi ngày 19 tháng 2 năm 2023 của tuổi mùi xem tử vi cho thấy ngày chủ nhật này sự tập trung là điều người tuổi mùi cần phải duy trì trong ngày khi có sự xuất hiện của thương quan chiếu mệnh thực tế bạn khá dễ bị những tác động xung quanh làm phân tâm, cuốn đi rất nhanh. Đến khi nhận ra thì công việc vẫn dở dang, chẳng giải quyết được việc gì ổn thỏa. Ngày này những kế hoạch tiền bạc cũng mang tính chất tương đối và vẫn chưa thể mang lại lợi nhuận cụ thể cho bạn. Chắc chắn có những vấn đề phát sinh khiến bạn khá đau đầu với chúng. Do vậy, cách tốt nhất là bạn cần có kế hoạch để đối phó với những tình huống này và nhớ tiết kiệm trong việc chi tiêu nhé. Bù lại, nhờ ngũ hành tương sinh nên đường tình duyên dưỡng sắt đào hoa nở rộ con giáp này nên nắm lấy hạnh phúc cho mình không phải ai cũng có cơ hội chạm tay vào hạnh phúc đừng để mình bỏ lỡ cơ hội để yêu thương câu quyết cho các tuổi mùi tử vi tuổi ất mùi kim cần duy trì sự tập trung cho công việc tử vi tuổi đinh mùi thủy dễ bị những tác động xung quanh làm phân tâm tử vi tuổi kỷ mùi quả kế hoạch tiền bạc chưa mang lại lợi nhuận cụ thể. Tử vi tuổi Tân Mùi thổ, cần chú ý tiết kiệm trong việc chi tiêu. Tử vi tuổi Quý Mùi Mộc, tình duyên dưỡng sắc, đào hoa nở rộ. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp: đánh giá 3 sao. Tài lộc: đánh giá 3 sao. Sức khỏe: đánh giá 4 sao. Tình cảm: đánh giá năm sao. Con số may mắn 47, 73. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường trắng, vàng. Quý nhân phù trợ họ, mão, hợi. Tử vi ngày 19 tháng 2 năm 2023 của tuổi thân. Xem tử vi cho thấy Thiên tài xuất hiện mang tới tin vui về tiền bạc cho người tuổi thân trong hôm nay. Sự hợp tác giữa bạn và một người nào đó đang dần mang lại những kết quả đáng mừng. Nhờ thế, tình hình tài chính của bạn đang được cải thiện đáng kể. Công việc cố định trong ngày vẫn diễn ra ổn thỏa. Hôm nay bạn nên vận dụng khả năng sáng tạo của mình để tìm cách nào đó mới nhằm giúp giải quyết vấn đề hiệu quả hơn. Sự tập trung tìm kiếm cái mới sẽ giúp công việc vừa thoải mái lại vừa đạt hiệu suất cao. Ngoài ra, con giáp này nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn trong ngày kim khí dượng. Có thể vì bận rộn công việc mà bạn ăn uống thiếu khoa học, sinh hoạt kém điều độ và có những thói quen xấu khiến sức khỏe sa sút nhanh chóng. Câu quyết cho các tuổi thân Tử vi tuổi giáp thân thủy, đón tin vui tiền bạc nhờ các tin chiếu rọi. Tử vi tuổi bính thân quả, hợp tác suôn sẻ mang đến kết quả đáng mừng. Tử vi tuổi Mậu Thân thổ, công việc cố định trong ngày vẫn diễn ra ổn thỏa. Tử vi tuổi Canh Thân mộc, nên tận dụng khả năng sáng tạo của mình hơn. Tử vi tuổi Nhâm Thân kim, nên ăn uống khoa học, sinh hoạt điều độ. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá 5 sao. Tài lộc, đánh giá 5 sao. Sức khỏe, đánh giá 4 sao tình cảm, đánh giá 4 sao. Con số may mắn, 32, 60. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc các tường, bạc, ánh kim. Quý nhân phù trợ, thình, ý, ị. Tử vi ngày 19 tháng 2 năm 2023 của tuổi dậu. Xem tử vi khoa học người tuổi dậu được chính tài che chở nên không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc vì thu nhập của bạn hôm nay rất khá không những có nguồn lương ổn định mà bản mệnh còn có thu nhập bên ngoài từ các khoản tiền thưởng nghề phụ không phải lo rơi vào tình trạng túng thiếu không phải tự nhiên mà bạn có được may mắn về tiền bạc như vậy thực tế là nhờ con giáp này luôn có ý thức rất tốt về tài chính bạn luôn có kế hoạch đề phòng chuẩn bị trước đối phó với những tình huống bất ngờ xảy ra nên không rơi vào cảnh bị động. Ở phương diện tình cảm, người độc thân có phần do dự và e dè khi đứng trước lựa chọn có nên bắt đầu một mối quan hệ mới lúc này không. Nhưng cũng chính vì những lần thiếu quyết đoán như vậy nên bạn đã không ít lần bỏ lỡ những cơ hội tốt. Lần này đừng dễ dàng từ bỏ như vậy nữa nhé. Câu quyết cho các tuổi dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu thủy không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Tử vi tuổi đinh dậu quả, có nguồn lương ổn định và thêm các khoản phụ. Tử vi tuổi kỷ dậu thổ, tiền bạc dư giả nhờ có ý thức rất tốt về tài chính. Tử vi tuổi tân dậu mộc, có kế hoạch đề phòng nên không rơi vào cảnh bị động. Tử vi tuổi quý dậu kim, người độc thân nếu cứ do dự sẽ dễ bỏ lỡ cơ hội tốt các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp đánh giá 4 sao. Tài lộc đánh giá 4 sao. Sức khỏe đánh giá 4 sao. Tình cảm đánh giá 4 sao. Con số may mắn 36, 65. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc các tường trắng, 8. Quý nhân phù trợ sửu, thìn. Tử vi ngày 19 tháng 2 năm 2023 của tuổi Tuất. Bước sang ngày chủ nhật này, có thực thần xuất hiện trong tử vi của người tuổi Tuất, báo hiệu chuyện làm ăn của con giáp này vô cùng tốt đẹp. Bạn gặp được đối tác tin cậy, hòa hợp về đường lối kinh doanh nên có cảm giác như tìm được người tri kỷ, thúc đẩy chuyện hợp tác nhiều hơn nữa. Bên cạnh đó cũng nhờ có các tinh che chở, nên người kinh doanh buôn bán càng có thêm các khí trợ mệnh, hạn chế được những điều xui xẻo có thể xảy ra. Hàng hóa nhập vào hay xuất ra đều suôn sẻ, lợi nhuận được đảm bảo ổn định. Riêng về chuyện tình cảm thì không được may mắn cho lắm. Ảnh hưởng của ngũ hành sinh xuất, con giáp này dù giành được thành công trong cuộc sống nhưng lại chưa tìm được bí quyết để duy trì mối quan hệ hạnh phúc và bền vững. Có lẽ bạn nên hạ thấp cái tôi của mình xem sao. Câu quyết cho các tuổi tốt Tử di tuổi giáp tốt quả Chuyện làm ăn tốt đẹp Gặp được đối tác tin cậy Tử di tuổi bính tốt thổ Việc kinh doanh suôn sẻ Tăng khả năng hợp tác Tử di tuổi mậu tốt mộc Người kinh doanh buôn bán hạn chế được xui xẻo Tử di tuổi canh tốt kim Hàng hóa lưu thông suôn sẻ Lợi nhuận đảm bảo ổn định Tử di tuổi nhâm tốt thủy chưa tìm được bí quyết duy trì mối quan hệ hạnh phúc. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp: đánh giá 4 sao. Tài lộc: đánh giá 5 sao. Sức khỏe: đánh giá 4 sao. Tình cảm: đánh giá 3 sao. Con số may mắn: 27, 65. Giờ tốt: từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc các tường nâu, cà phê. Quý nhân phù trợ, họ, ảo, dần. Tử vi ngày 19 tháng 2 năm 2023 của tuổi hợi. Tương hại gián quả khiến người tuổi hợi dướng phải nhiều chuyện phức tạp, rắc rối do có kẻ tiểu nhân xuất hiện ném đá giấu tay. Tuy nhiên, bạn cần nhắc nhở bản thân mình bình tĩnh, bởi càng nóng nảy, mất bình tĩnh thì bạn lại càng dễ rơi vào bẫy. Trong công việc, tâm tính dễ bị kích động sẽ dẫn bạn đến những quyết định sai lầm. Trước khi bắt tay vào một việc gì, bạn không nên quá mức độc đoán, chỉ làm theo ý mình mà nên thử thảo luận, trao đổi với những người giàu kinh nghiệm hơn. Kim Sinh Thủy, nửa kia chính là một chỗ dựa tinh thần rất vững vàng cho bạn. Nếu có điều gì khiến bạn khó xử, hãy trò chuyện với người ấy, rất có thể hai người cùng trao đổi, bàn luận thì sẽ tìm ra một giải pháp thích hợp câu quyết cho các tuổi hợi tử di tuổi ất hợi quả dướng vào nhiều chuyện phức tạp rắc rối tử di tuổi đinh hợi thổ tiểu nhân mang lại nhiều thị phi tử di tuổi kỷ hợi mộc không nên nóng nảy mất bình tĩnh đưa ra quyết định sai tử di tuổi tân hợi kim thảo luận với mọi người xung quanh trước khi đưa ra quyết định tử di tuổi quý hợi thủy nửa kia là hậu phương vững chắc. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá 3 sao. Tài lộc, đánh giá 4 sao. Sức khỏe, đánh giá 4 sao. Tình cảm, đánh giá 5 sao. Con số may mắn, 25, 76. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, trửu, ảo. Màu sắc các tường xanh nước biển, trắng. Dân, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo